Năm 2023 là năm đặc biệt quan trọng đối với quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, khi hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Từ ngày 23 tháng 3 đến hết năm 2023, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp, Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam sẽ tôn vinh nghệ thuật sống Pháp. Từ tháng 3 đến tháng 6 sẽ tổ chức nhiều sự kiện ẩm thực độc đáo. Người dân thành phố có thể gặp gỡ các đầu bếp nổi tiếng để cùng thảo luận, chia sẻ những vấn đề, những giao thoa ảnh hưởng giữa ẩm thực Pháp và Việt Nam. Đặc biệt, đầu bếp Guillaume Gomez, cựu bếp trưởng của Tổng thống Pháp tại Điện Élysée, sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp này. Từ tháng 6 đến tháng 12, Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện thời trang và thiết kế với các hãng thời trang và nước hoa lớn của Pháp. Một cuộc thi Fashion in Paris dành cho các tài năng trẻ trong ngành thiết kế thời trang của Việt Nam, với phần thưởng sẽ là một chuyến tour nghiệp về thời trang cao cấp tại Paris vào năm 2024.